Hello, chào chú Thuận ở Gò Dầu Tây Ninh. Chào anh em luôn. Con sẽ review và test nhanh cái máng đèn của chú cho chú xem và anh em cùng xem luôn. Một cái máng đèn đẹp nữa. Kích thước dài 1m15, rộng 25cm và cao 5cm. Full inox 304 đến từng con ốc vít, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Cái máng đèn chú sẽ xài cho cái hồ 1m2, có lọc tràn trên nên nó bề rộng nó nhỏ thôi, và chú nuôi quá bối đầu vàng, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Inox 304 chính hiệu, rất là nhìn rất là bóng bẩy, dễ vệ sinh thẩm mỹ và cực kỳ là bền bỉ luôn. Đây, quay cho chú xem, đây là mặt trong của cái máng đèn, bao gồm hai hàng và bốn bóng 36W Philips Master 865. Thì máng này đi với cái hồ 1m2 thì ok rồi, bốn bóng này nó sẽ cân tốt cái hồ, sáng là tối ưu, vừa đủ luôn. Đuôi đèn chống cháy giấu dây toàn bộ ở giữa, còn có gắn cho chú hai cái đai vòng để chú về gắn cái led vào nếu cần, chỉ cần tháo con ốc này ra là để vào cái đai rồi gài ốc lại ở gốc. Còn có khoan cho chú một cái lỗ phi 21 để có thể là luồn dây nguồn của cái đèn led qua cho nó gọn gàng. Bây giờ con sẽ lên đèn cho chú và anh em cùng xem hai công tắc riêng biệt. Thích mở hàng nào thì mở, rất là đẹp chú ơi, sáng rất đẹp, ánh sáng của Philips Master 865 chưa bao giờ làm anh em thất vọng. Ánh sáng mịn, độ hiển thị màu cao, có thể giúp cá lên màu, kích màu hoặc là ngắm đều đẹp, chơi bối huyết đều ok hết. Bốn bóng này thì sáng tưng bừng rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn chú Thuận, một đồng ngư lớn tuổi nhưng đã tin tưởng ủng hộ Phi Hổ. Cảm ơn anh em đã xem. Anh em cần đèn xin liên hệ Phi Hổ Aroana hoặc số điện thoại 0901 999936. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc, gật đầu ê ê, bật luôn công tắc.